Kính thưa quý khán thính giả thân mến, cứ mỗi lần mà Tết đến xuân về, đâu đó có rất là nhiều người Việt của mình ở nước ngoài. Thái Võ biết là à, nhiều người mình cũng muốn tranh thủ năm nay mình về Việt Nam ăn Tết, mình về Việt Nam thăm gia đình của mình, thăm quê hương xứ sở của mình. Có phải không quý vị? Tuy nhiên thì mỗi người về thì sẽ có mỗi cái câu chuyện vui buồn khác nhau, cũng không ai giống ai. Nhưng mà hầu hết đó, Thái Võ nghĩ như thế này, đại đa số nhiều người mà trước cái ngày về mình thường hay có một cái nỗi lo chung quý vị và quý vị biết cái nỗi lo gì hay không ạ? À? thì cũng xin thưa đó là cũng có nhiều người chia sẻ lắm rồi họ nói là à, mỗi lần mà họ về tết họ lo là năm nay không biết họ à, lì xì như thế nào quà cáp ra sao à, đại loại là không biết biếu xén làm sao mà à, cho nó 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 hợp tình hợp lý vân vân và vân vân mà ngặt một cái quý vị đã cho thì phải cho làm sao mà cho nó coi được một chút cho mà ít quá thì đôi khi đó còn bị chê bèo còn bị chê ít hoặc là cũng có người bị chê là việc kiểu dỡm các thứ nói chung cũng có nhiều cái trường hợp bị rồi quý vị và ngày hôm nay thái võ xin được kể một cái câu chuyện này cho cô bác anh chị và các bạn mình có thể mình được nghe nghe để biết xem biết xem là mình có khi nào đã từng lâm vào cái tình cảnh giống như là chính cái người kể cái câu chuyện này họ đã bị hay không nha quý vị nghe. Nghe thử coi mình có thực sự mình đồng cảm hay không quý vị. Và câu chuyện thì đã được chia sẻ như thế này đây. Tôi là một Việt kiều xa xứ, đã rời khỏi quê hương Việt Nam được khoảng 15 năm rồi. Năm 2013, tôi có đi về Việt Nam và có biếu cho gia đình người cậu của tôi. Cậu thì đã mất, trong nhà thì chỉ có mợ và các em thôi. Mỗi người như vậy, tôi biếu cho một tờ 50 đô la được đựng trong cái bao lì xì màu đỏ. Trong nhà thì có tổng cộng 5 người, bao gồm mợ tôi và bốn đứa con của mợ tôi, tức là các em họ của tôi. Lúc này thì mợ mới mở cái bao lì xì ra. Không biết là nói thật hay nói đùa, mợ mới nói như thế này. Việc kiều chi mà cho có bấy nhiêu à? Tôi lúc này phải nói rất là buồn. Trong nhà của mợ cũng hết 5 người, tổng cộng thì có như là cũng hết 250 đô la. Chứ ít ỏi gì. Chưa tính những cái phần quà cáp mà tôi mua bên này đem về nữa. Bộ chắc đâu là mợ nghĩ là mình giàu lắm hay sao á. Muốn cho bao nhiêu thì mợ mới vừa lòng đấy. Rồi có một lần khác. Năm đó nếu mà tôi nhớ không nhầm đó. Hình như là vào dịp Tết năm 2018 hay gì á. Tôi cũng từ Mỹ bay về Sài Gòn ăn Tết. Nhưng mà Tết năm đó thì tôi không có về quê. Mà tôi ở hẳn ở trên Sài Gòn luôn à. Dự định là khi nào qua Tết thì tôi mới về và quê tôi thì ở Phan Thiết. Gia đình họ hàng biết tôi về nhưng mà không có chịu về quê. Người gì thứ năm ở trong nhà thì mới gọi phone cho tôi, gọi cái số phone Việt Nam cho tôi và có năng nỉ là kêu tôi là về nhà của dì chơi. Vì hiện nay thì nói nào ngay thì dì cũng đang bị bệnh rất là nặng. Nói tới nói luôn hồi, tự nhiên là à lúc này nha, dì biết là tôi không có chịu về rồi. Cho nên là dì mới nói thẳng vào cái vấn đề là dì À, muốn sinh tôn ít tiền để mà mua thuốc men trị bệnh. Rồi dì cũng than thân, dì cũng trách phận, dì cũng kể khổ đủ thứ hết á. Đủ cái thứ chuyện trên đời hết á. Thì tôi mới nói như thế này. Bộ các em ở nhà không có lo cho dì sao? Tết năm nay con về chơi thì con cũng gói ghém trong cái khả năng của mình nè. Con cũng không có dư giả gì nhiều đâu dì ơi. Thôi được hồi, thấy cô bộ không có xin xỏ gì được ở tôi rồi tự nhiên là cái giọng nói của dì khỏe hẳn lên vậy đó. Còn nói là, thôi, tại dì muốn con về cho nên dì mới nói như vậy mà. Bay khi nào khỏe khỏe đó, thì bay gửi cho cho diện chút ít. À, cho dì mua thuốc men cũng được mà, có sao đâu. Và cho đến qua Tết, tôi cũng có đi về Phan Thiết thăm nhà được hai ngày. Nghe gia đình của tôi nói lại là, cái bà dì năm đó đó, bà không có bệnh hoạn gì hết trơn á. Ngày nào bà cũng có sức bà đi đánh bài trên quyển á bà khỏe của cũ nha ai nói bà bệnh đâu trời ơi phải nói khi mà nghe xong đến đây á tôi mới thật sự biết được và tôi mới thật sự sốc sốc khi mà xem chút nữa là mình đã giúp lầm người rồi và tôi không có nghĩ là bà con họ hàng của tôi họ có thể lợi dụng tôi đến cái mức như vậy luôn á và trong suốt cái khoảng thời gian sau đó thì tôi cũng rất là ít hay đi về việt nam có lẽ là tôi đã quá là ngắn ngẩm Ngắn ngẩm các cách suy nghĩ và các cách mà bà con họ hàng của mình đối xử với mình. Con cháu nó về chơi, nó có lòng lì xì cho vậy đó, mà còn chê ít chê nhiều. Rồi còn lợi dụng mình là Việt Kiều để mà xin tiền. Xin tiền mình đi làm ba cái chuyện không đâu á. Mà cũng may đó, là năm đó tôi không có tiền thật sự đó. Chứ nếu mà có là tôi cũng cho tiền gì năm để mà mua thuốc men rồi. Và mãi cho đến năm 2022 vừa rồi, thì tôi mới đi về Việt Nam thăm nhà lần này thì tôi cũng dự định là tôi sẽ ở trên Sài Gòn và sẽ rước gia đình của tôi lên chơi ít hôm cũng muốn dẫn gia đình đi ăn đi chơi đi mua sắm và sau đó thì cũng có cho cha mẹ ít tiền để mà đi về nhà quán xíu ở dưới nhà ở dưới quê. Tôi nghe người ta đồn á là con ý nó bây giờ nó đâu có mặt mũi gì đâu mà đi về cái xứ này nữa, nó sợ về đây lắm về rồi người ta nói nó bèo quá cho nên là nó trốn hết cả dòng họ nội ngoại của nó luôn rồi ui ba cái thứ việt kiều dởm mà tưởng đâu mình ngon về cho có năm chục đô tưởng đâu lớn quá nghe mà cũng tức cười thật sự thử hỏi mọi người chứ miệng đời nó có phải quá là tàn nhẫn hay không à? bởi vậy đó cái xứ đó không về là đúng mà nói thật nha chỉ có người thân ở trong gia đình thì mới thật sự là họ hiểu được tôi là phải mưu sinh như thế nào ở nước ngoài, khó khăn như thế nào. Dòng họ đó, ai tốt với mình thì mình đối xử tử tế lại, còn không thì cũng miễn bạc. Nghĩ sao mà người ta cho tiền, bây giờ năm 10 đô la là cũng là mồ hôi nước mắt của người ta. Chứ mà ở đời đó, thường thường ta nói đó, ai cho không ai gì đâu. Và cũng xin nói thêm là, tôi cũng từng nghe em Thái Võ kể nhiều cái câu chuyện này rồi. Và ngày hôm nay, quý vị và các bạn đã được nghe cái câu chuyện của chính tôi. Có thể là ở một cái khía cạnh và ở một cái hoàn cảnh khác. Có người cũng bị chính thân nhân ruột thịt của mình. Đối xử không có được tử tế. Hay là thậm chí cũng có người bị chính gia đình của mình lừa gạt mình. Cái này là có thể là còn tùy vào mỗi người và mỗi cái hoàn cảnh khác nhau mà sẽ có mỗi cái câu chuyện khác nhau. Nhưng mọi người ơi, riêng tôi thấy đó, chúng ta hãy biết trân quý cái đồng tiền mà mình tạo ra. Đừng chỉ vì mà mình muốn mang cái tiếng thơm mình là Việt Kiều ở nước ngoài về mà lại hào phóng vượt qua cái khả năng và cái túi tiền của chính mình. Mà có thể là cái hậu quả mang về có thể đó là những cái bực bội nè, đó là những cái chuyện không đâu hay thậm chí là mình tự gieo cái sự bực tức vào người của mình. Hãy dùng tiền của mình đúng nơi và đúng chỗ và cho những ai mà họ thực sự họ biết trân trọng cái món quà nhỏ của mình. Mọi người nhé cảm ơn em thái võ đã cho chị có cơ hội được nói ra hết lòng mình qua chương trình của em chị sẽ đón xem video này và sẽ lắng nghe những ý kiến đóng góp từ cộng đồng chị ý sống tại tiểu bang Illinois đã chia sẻ và kính thưa quý vị các câu chuyện ngày hôm nay thái võ xin được nói rất rõ là nó không hoàn toàn có thể đánh giá chung cho tất cả mọi các hoàn cảnh của mỗi gia đình được mà có thể là đâu đó đây là một số cái nỗi niềm chung mà một số người Việt của mình ở nước ngoài mình thường hay gặp phải. Thú thật là Thái Võ cũng hiểu được cái tâm sự mà chị Ý chỉ muốn gửi gắm ở đây là cái gì đó quý vị. Và Thái Võ cũng tin đó là cái câu chuyện này nó có thể nó phản ánh được một phần nào cái hiện trạng của biết bao gia đình mà họ có thân nhân là Việt Kiều. Không ít những cái chuyện xích mít nó đã xảy ra trước đó, không ít những cái giọt nước mắt nó đã rơi vì cái sự đối xử không mấy là tử tế trong cái cuộc sống của những người thân nhân máu mũ ruột thịt với nhau Nói chung thì Thái Võ cũng không biết nhận xét như thế nào để cho tròn Chỉ có thể nói là cái chuyện này nè Nó còn nhiều lắm quý vị ơi Và có thể là nó sẽ còn rất là nhiều tập Mà mãi cho đến năm 2024 này Thái Võ biết là cái hiện trạng này ít nhiều Nó cũng còn trong một vài chục gia đình hiện nay quý vị Thì đó là cái bài chia sẻ mà Thái Võ muốn gửi đến cho tất cả cô bác anh chị và các bạn Chúng ta có thể được nghe lẫn là mình có thể được biết đến nếu quý vị nhận thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ theo võ một like cũng như là một lượt subscribe. Quý vị đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những thông báo từ những video kế tiếp. Và cuối cùng, Thái Võ cũng không biết nói gì hơn. Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến, đã luôn ủng hộ và lắng nghe hết câu chuyện này. Thái Võ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những câu chuyện kế tiếp. Đây là channel YouTube Thái Võ Canada. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn.